Ghế cà phê nhựa giả mây mã GD09DN của Nội thất Đức Thông chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Bạn muốn tạo ra một không gian sân vườn đẹp, hãy tìm hiểu qua ghế cà phê nhựa giả mây này. Với kích thước tổng thể của ghế, mề ngồi cao 440mm, lưng ngồi cao 850mm và rộng 600mm. Ghế được đan bằng sợi nhựa giả mây màu đen rất tỉ mỉ, kết hợp với chân côn sơn tĩnh địa rất chắc chắn, giúp ghế chịu được thời tiết khắc nghiệt, đồng thời có thể chống rỉ sét theo thời gian. Ngoài ra, ghế được trang bị thêm nệm ngồi simili cao cấp, giúp người ngồi cảm thấy êm ái và thoải mái. Kiểu dáng ghế được thiết kế dạng tay thấp, lưng tựa hơi nghiêng, chiều cao lý tưởng, có thể kết hợp được nhiều bàn cà phê tạo cho không gian của bạn sang trọng hơn. Với thông tin trên, bạn sẽ yên tâm về sự lựa chọn của mình và sở hữu ngay cho mình chiếc ghế cà phê nhựa giả mây của Nội thất Đức Thông này nhé.